Ok, xin chào các bạn nhá. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về cái việc của mình thay cái bố ba càng của cái dòng xe Vespa này. Đây, bố ba càng để chữa cái tình trạng rung giật ga đầu trên cái dòng AB. Xe của mình là đời AB 2015. Đời 2015 này, hoặc là cái đời cao hơn nữa thì nó vẫn bị cái tình trạng này thôi. Có xe bị có xe không nhưng mà tình trạng này bị rất là nhiều, bị rất là nặng nên là mình đã tự tự mua về nhá, tự mua về và tự tiến hành thay luôn. Thì cái cảm nhận của mình sau đây mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình và những cái lưu ý mà để các bạn nào có thể cân nhắc công việc là đến có nên thay cái bộ bố này không. Thực ra cái bố này nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ toàn khoảng hơn 200k, 220, 230 đến 250 một cái. Hàng này hàng chuẩn thôi, hộp nó hàng hoàng đây, hộp đây có EX XD này đấy. Thì khi thay cái bố ba càng này đấy, bởi vì cái so với bố zin thì nó nhẹ hơn nhá, ba cái bố này nó sẽ nhẹ nhẹ hơn cái bố zin theo xe của mình, nên là khi các bạn thay thì các bạn nên phải kết hợp với cái lò xo ba càng, là cái lò xo của đời 2010 AB 2010, lò xo 8 kg này, lò xo 8 kg này để phân biệt lò xo 8 kg với lò xo 10 kg. Thì đây, thường cái lò xo 8 kg thì họ không sẽ không được quẹt sơn, nó sẽ có màu đen và không được quẹt sơn. Còn nó sau 10 kg là thường sẽ được quẹt sơn hồng hoặc sơn xanh gì đấy, nó sẽ quẹt quẹt sơn xanh gì đấy. Và nhìn trực quan thì nó cũng bé hơn nữa, cái loại thép này nó cũng loại thép này nó sẽ bé hơn nữa. Đây này. Đó. Bởi vì khi mà các bạn thay cái ba càng này mà nó nhẹ hơn cái nó bố zin ấy thì máy xe sẽ cần, nếu mà vẫn giữ nguyên cái lò xo 10 kg thì xe nó sẽ phải cần cái tua máy cao hơn nữa thì nó mới văng, nó mới đủ lực để văng cái ba cái bố này ra. Thì vậy chúng ta sẽ dùng cái lò xo nhẹ hơn thì nó sẽ văng nhanh hơn nữa, vì nó sẽ có tua máy, nó sẽ rất thấp rồi à, chỉ khoảng tức là nó cảm giác như kiểu mình nhích ga một cái là nó bắt luôn ấy, nó vung văng ra luôn, nó bám luôn ở chuông ấy. Đó. Thì sau khi thay ấy, thì cái tình trạng rung ga đầu, rung giật ga đầu của mình hầu như hết sạch, hầu như không bị rung một tí gì luôn. Các bạn chỉ bấm ga là chạy luôn, nó bám luôn đấy. Nhưng mà vấn đề là xảy ra là nếu mình đi đường 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 phố, đường gần nhà, kiểu như mình đi chỉ loanh quanh gần nhà thì không sao, bởi vì nó rất là nhẹ. Nhưng mà vấn đề xuất hiện là khi mình đi đường trường ấy, đường chạy thòng chạy 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 phải chạy chạy đường xa ấy, thì nó xuất hiện tình trạng là mình sẽ rất cảm thấy rất mỏi tay. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bố này nó rất là bố này là bố nhẹ cơ mà, bố nhẹ, nó nhẹ hơn bố zin rất là nhiều, cho nên là khi các bạn chỉ cần nhả ga một cái là nó thu, nó bám nhanh, nhưng mà nó thu lại cũng nhanh, nó ngắt côn rất là nhanh. Tức là khi nó văng ra rồi nhưng mà các bạn nhả ga quá nó lại hu lại ngay, nó thu lại ngay. Như thế thì xe nó sẽ mất đi cái độ trớn, tức là cái độ đà trôi, nó ngắt máy ngắt côn luôn ấy, thì nó sẽ xe lại giảm tốc độ luôn đấy. Vì vậy là các bạn sẽ phải giữ ga liên tục, giữ ga tốc độ thì như vậy thì các cảm giác nó khó chịu vì phải tay mỏi tay ấy. Như vậy đấy. Còn cái tình trạng mà rung dần ở giải tốc độ 40 50 gần xe ấy, thì cái đời 2015 của mình thì nó lại không bị cái bệnh đấy, nó không bị cái bệnh gần nhá, không bị gần nhá, gợn cái cơn nó kiểu ấy, thì mình không biết là nó có fix được hay không. Mình nghĩ là không fix được đâu, bởi vì cái bệnh gợn cái cơn ấy nó không phải là đến từ việc cái bố này, mà nó đến từ từ mình nghĩ là nó đến từ cái việc và có một số video chia sẻ về cái bệnh này rồi, họ có khắc phục được rồi. Có nghĩa là phải thay thay có nghĩa là phải thay cả cụm pulley đằng sau nữa, cả cụm bố nữa, nó căng ra rồi thì mình không biết. Nhưng việc cái thay cái bố này thì mình không chắc là nó hết được đâu, có nghĩa là không hết được đâu, nó chỉ khắc phục được cái tình trạng là giật ga đầu thôi, trượt trượt nó gây rung đầu ấy thì có lẽ là hết. Đấy. Cho nên là xe mình hay đi đường xa nên là mình sau khi mình đi đây, xe mình đi mình trải nghiệm một tầm 1.000 cây này mà nó không mòn gì luôn. Cái bố này rất là bền nhá. Cái bố của dòng Vespa này rất là bền. Nó đen xì này. Không mòn cái gì luôn. Màu đen nhá. Không đi đi cảm giác nó không ra bụi luôn ấy. Không bị mòn như cái bố kiểu Honda kia. Đi nó hầu như mình tháo ra nó sánh bóng luôn. Đấy. Đây là các bạn nào mà có định trải nghiệm ấy, thì mình có thể là để lại cái bộ ba cái bộ bố này. Rồi đấy mình mua 200 mấy, 200 240 sao ấy. Thì bây giờ mình để lại 100k thôi cho các bạn là trải nghiệm.
Nó so đi như mình cũng rơi mất đầu chỉ còn một cái này. Mua cũng rất là rẻ. Khách hỏi cho bạn nào đi đường phố, đi đường gần, đi đường nhà, đi đường phẳng ấy. Còn đi đường trường mà lượn đường xa tầm 50-100 cây, đi quãng đường xa như vậy thì đi nó khá là mỏi tay. Không biết là mình canh có chuẩn không nhưng mà mình cảm thấy như vậy. Nhưng tóm lại là nó tăng tốc rất là, nó bám chuông rất là nhanh. Bạn nhích ra phát nó tăng tốc rất là nhanh luôn. Công nhận cái bố này nó cảm giác nó giống như kiểu nó bám luôn, xe nó không bị mất tua máy như kiểu là nếu mà bố kia thường thường là 8 trên 10 thôi, 8 phần thì được, kiểu kiểu dạng như vậy. Mình thay cái bố này đi rất là bốc nhưng mà nó lại khá khó chịu khi là mình nhả ga cái nó lại gừ, nó lại xe nó giảm tốc độ rất là nhanh, nên là mình cảm thấy chưa ưng lắm, nên là mình đã thay lại cái bố zin và canh lại một chút thì nó cũng đã đỡ được cái tình trạng rung vào đầu rồi, và mình quyết định để như thế để đi đấy. Các bạn nào mà chưa hết cái bệnh rung vào đầu thì có thể trải nghiệm cái bố này đấy. Mình sẽ để bộ này cho các bạn 100k. Tao đằng nào mình cũng để xó mà mình không 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 đi nữa, các bạn hoàn toàn có thể tự thay. Đây là một bộ đĩa chuẩn bị đồ trước đó, ok nhá.